Ok, rồi xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là Phòng Đầy. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 8 của Charlie ở địa phủ nhá. Cậu thật sự không có năng lực gì sao? Tôi là người phàm mà. Tâm trí của tôi vẫn còn ràng buộc với cơ thể. Người phàm mà chạy nhanh là phết đấy chứ. Tôi không thể giữ tốc độ này lâu như vậy được. Nó sẽ đuổi kịp chúng ta. Chết tiệt, bà già sẽ là đối thủ của nó. Bà Doan, bà ấy có súng mà, bà ấy có thể bắn nó từ xa. Kể cả sếp có đến đây và tung bay vào áo, con quái vật khổng lồ đó cũng đã xoay anh ta như trong chóng thôi. Mình nghi ngờ về điều đó. Tôi còn không biết cô gái kia có năng lực gì. Vậy nên chúng ta chỉ còn bà già thôi, đúng chứ? Chờ đã, đó không phải là ý kiến tồi. Bạn còn nhớ bản đồ lúc trước chứ? Ủa thế này đúng theo kế, đúng theo là trình tự là Hayden trước, xong rồi bây giờ đến bà Joan đấy. Bản đồ. Bất kể thế nào, Joan cũng sẽ tuần tra từ đây đến đây. Chỗ này cách văn phòng địa phủ quá xa, nhưng chúng ta chắc chắn có thể đi tới khu vực tuần tra của bà Joan. Sao cũng được. Chết tiệt, chân tôi dính cái gì đó. Sao lo mãi không sạch nhỉ? Là vết bớt sao? Mình có vết bớt sao? Chắc là vậy. Lại rô rô rồi. Hở? Chờ đã. Hình như tiếng của ác ma đang ngày càng xa. Vậy chúng ta có thể đến văn phòng mà không cần phải vội, đúng chứ? Đó có thể là lựa chọn tốt hơn. Hãy xem nó đang đi hướng nào để chúng ta còn về thông báo. Ừ, âm thanh đang xa dần vì nó đang đi dọc sông. Nhớ lại bản đồ lúc trước. Charlie, tôi vừa nhớ ra một chuyện. Ừ, tôi cũng vậy. Nếu đi dọc theo bờ sông, con gái thứ hai của Joan sống cùng với gia đình ở đó. Wow, và chúng ta lại... Con gái của bà Joan đang gặp nguy hiểm. Chết tiệt! Giữ chặt vào! Là làm màn phóng nhanh vượt ẩu các bạn ơi. Ác ma mục giữa lại rô rồi. Chết tiệt, mãi chúng ta mới thoát được khỏi tay nó, nhưng mà giờ lại phải đuổi theo. Quái gì vậy? Nhanh lên, nhanh lên. Bốn mắt chắc mệt rồi, chúng tôi đang tụt lại phía sau. Này, bốn mắt. Thôi không, không. Mình nghĩ trong trường hợp này là không thể nào đi chậm lại được. Con gái bà Doan đang gặp nguy hiểm, cho nên là không cố thì cũng phải cố. Phải vượt qua giới hạn. Ngay thời điểm này, ngay bây giờ các bạn ạ. Nhưng mà ác ma đó nguy hiểm lắm. Chúng ta càng phải đi nhanh hơn và báo cho bà Doan chứ. Cậu đúng là tử tế quá hóa rồ rồi. Hả? Nó đang dừng lại. Phù. Đó là... Úi dồi, đi đây. Dậy báo vào nhà này. Úi dồi, chọn chuẩn nhà đấy. À, đây có phải là ác ma của người yêu cũ không hay gì đây? Gì cơ? Cái quái gì vậy? Chẳng phải thứ đó mất trí là sao? Chỗ nào không chọn mà lại chui đúng vào nhà đó chứ? Ai biết, mà chúng ta phải ngăn nó lại. Elgin nắm lấy chân ác ma. Này đồ ngốc, làm vậy cũng đâu. Hở? Có tác dụng sao? Tôi không ngờ là sẽ hiệu nghiệm. Nhưng mà nó dừng lại thôi kìa. Charlie, bạn cũng bám lấy nó đi. Chết tiệt. Mình báo phần nào bây giờ? Úi rồi. Cổ là hơi nguy hiểm các bạn ạ. Thôi mình nghĩ ở cánh tay hơn đấy. Đúng rồi đấy. Cánh tay nhá. Ngăn nó sử dụng cánh tay. Mình bắt đầu trèo lên lưng của ác ma. Một lỗ trống gì đấy. Lỗ gì đấy? Á, tôi bị tuột tay. Tuột tay đúng lúc thế. Tôi không bám được nữa. Charlie. Dầm. Giật mình. Bình tĩnh,
Hồn ma dù có ngã cũng không bị thương đâu. Nó chỉ là cảm giác từ trí nhớ của bạn khi còn sống thôi. Chết tiệt, cậu nói thì dễ lắm. Đồ khôn lỏi. Tên khốn đó đâu rồi? Đằng sau bạn. Cái con này thì là con này thì chắc là xin chào, không có tác dụng gì đâu nhỉ. Thôi mình có dưới. Ôi trời, sao người lại rơi vào cái lỗ to đùng thế này? Khốn kiếp, mình còn cố nói chuyện với nó làm gì chứ. Gào thét. Ồ, vậy là ngươi biết nói chuyện. Mùi gào thét còn sót lại đằng kia. Ở đây cũng có. Đằng kia là sao? Nhà của con gái bà Doan. Ế? Không thể nào. Người, mùi gào thét. Ác ma chậm rãi đến gần. Đứng lại gần đây. Gào thét lớn hơn đằng kia. Dừng lại, đừng có lại gần đây. Gào thét bom đạn. Đừng dí sát mắt vào mắt ta nữa. Khoảnh khắc đó, mình nhìn thấy một khung cảnh chiếu qua mắt ác ma. Cái gì vậy? Cái gì đấy? Đó là cái gì? Mình không hiểu mình đang nhìn thấy cái gì cả. Úi dồi. Nhớ lại vào cái lúc Charlie, bạn làm gì vậy? Nhớ lại quá khứ bạn ạ. Cái lúc mà bị đưa vào thời chiến tranh nhưng mà. Úi dồi ôi. Charlie. Chết tiệt. Cảm giác như lục phủ ngũ tạng bị sới tung lên vậy. Đạn gào thét. Ký ức. Người đang làm gì ta vậy? Hự. Cảm giác như mình đang bị xé xác. Đúng lúc đó, có một người chạy đến sau lưng ác ma. Tiền sư mày. Rắc. Rắc gì đấy? Gì đấy? Gì súng vào đầu con này mà sẽ rắc? Nghe tiếng bẻ gãy khúc gỗ hay cành cây gì các bạn ạ. Hai đứa cuốn con vẫn ổn chứ. Bà già, gì mà lâu. Không sao đâu. Bà đến rồi đây. Bà Doan. Vịt, hai đứa bình tĩnh lại đi. Bà Doan. Hình như Charlie bị thương rồi. Chết tiệt, tôi có bị thương đâu. Không hiểu sao, nhưng mà lát như tôi đang ở trong thân xác nào khác vậy. Này, nhóc Eugene, hãy dựng Charlie dậy và ra khỏi đây mau. Nhấn ná lại đây là sẽ bị thương đấy. Thật á? Nhanh lên. Ta vẫn còn chút sức lực để chống trả ở đây. Vâng, được rồi. Charlie, đi nào. Đỡ tôi cẩn thận chứ. Xin lỗi, bạn ổn chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mắt của tên khốn đó. Mắt của ác ma thì sao? Chờ đã, bà ra. Chờ đã, nhóc. Phải giải quyết cho xong tên khốn này đã. Không, chờ đã. Tôi vừa hồi phục lại một chút ký ức của mình. Này nhóc, trẻ con vừa vừa thôi chứ. Cô nghĩ giờ là lúc kể chuyện sao? Chết tiệt, hãy nghe tôi nói đã. Ta đang bận, phải giải quyết chuyện này. Ôi giời ơi. Bà Giang cũng ngạc nhiên đấy các bạn này. Tôi định nói vậy với bà đó. Joan Mueller. Tên thật à? Người là ai? Người là thứ quái quỷ gì? Joan Mueller. Bạn ấy nói gì vậy, Charlie? Kiếp, trí nhớ của mình đang chồng chéo với ký ức của thứ đó. Nòng súng.
Bà đã bao giờ chĩa súng vào người khác ở cự ly gần như vậy chưa? Trên chiến trường, ta làm gì có cậu áp sát. Nhìn từ xa, ta chỉ biết nhắm vào những người mặc quân phục. Không, không thể nào. Doan... Người... Doan Miller... Người... Người... Khổ quá sức ấy. Úi dồi ôi, tôi xong rồi. Bà Doan buông gậy rồi. Ác ma nuốt chửng chúng tôi. Ơ kìa, tôi thôi xong. Bây giờ lại trò chuyện trong bụng bụng có vẻ à? Thôi nhá. Hù, 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 hù. Rát hồi trẻ đấy. Súng, súng của ta. Doan, súng của ta. Chết tiệt, súng đâu rồi? Doan, Doan, thôi nào, dậy đi. Úi trời ơi, hồi trẻ trông xinh phết nhỉ. Ba đang ở nhà mà. Dậy đi, cuộc chiến kết thúc rồi. À, ui, nghi nhỉ, hồi chiến tranh là... Chúng ta đang ở trong ký ức của Doan sao? Phải rồi, cuộc chiến đã kết thúc. Kinh con. Ai vậy nhỉ? Thời tiết thật đẹp phải không? Xin chào, tôi tên là Bill. Chúng tôi vừa chuyển đến căn nhà kế bên. Con gái tôi có vẻ đã kết bạn với con gái thứ hai nhà cô. Ha ha. Ồ. À, vì vậy, tôi mới nghĩ là tôi nên qua chào. Gọi tôi là Miller. Anh ở đội nào? Hả? Đơn vị của anh. Trong cuộc chiến, anh đã chiến đấu cùng ai? À, chuyện đó tôi thuộc diện 4F nên là miễn nhập ngũ do tàn tật hoặc có tiền án. Hiểu rồi. Dầm. Gian lại ốm yếu không được đi nghĩa vụ. Thằng nào anh ta gầy gò và xanh xao như vậy. Hồi đó còn đáng sợ hơn nhiều. Các con, cẩn thận ngã đấy. Đừng chạy. Ngã mà rách tất là không có tất mới đâu. Phải nói như thế, chúng nó mới nghe. Ha à, tôi hiểu rồi. Tôi thấy cô có thể tích cực hơn một chút mà, Miller. Hả? Chẳng phải bà ấy nói là rất yêu thương con mình sao? Nhưng những đứa trẻ thật dễ thương. Chúng đang chơi đùa cùng nhau. Hình như chúng đang buộc giải băng để tặng cho nhau. Cảm ơn cô đã không kể cho hàng xóm về chuyện tôi được miễn nghĩa vụ. Đâu phải là tôi muốn giữ bí mật, chỉ là không có ai để kể thôi. Ha ha. À, giải băng đó là quà. Con gái tôi thực sự muốn chia sẻ nó với con gái cô. Được thôi. Nhớ về trước giờ cơm tối. Lầm. Thật khó mà thích được gã hàng xóm đó. Mỗi khi anh ta cười, ta lại cảm thấy mình thật ô uế. Ta chỉ còn những cơn ác mộng kinh hoàng sau khi phụng sự tổ quốc. Tức nghĩa là mặc dù là hồi trẻ là bà Doan này là nữ, nhưng mà tuy nhiên lại cực kỳ là muốn xông pha ra chiến trường. Và đã ra trận thật. Và bây giờ đang là thời bình rồi. Dù biết đó không phải là lỗi của anh ta. Chắc anh ta còn chẳng bị mất ngủ. Ta vẫn chẳng thể nào thích anh ta được. Chà chà. Ok. Mà rồi chuyện đó xảy ra. Bà ơi, tôi có cái này cho bà. Gì đây? Khẩu súng này. Chứ là khẩu súng. À, đây cũng là kỷ vật luôn. Cái này. Tôi nghe nói trộm cướp đang hoành hành khắp phố phố. Vậy nên tôi nghĩ là có cái này thì bà sẽ bớt lo lắng hơn. Cầm theo người nhé. Được chứ? Cái quái gì?
Thực ra thì mình cũng không thể ủng hộ được cái ý kiến là cầm súng ra ngoài đường nữa. Mà nhất là khi súng lại vào tay quân nhân nữa thì... Wow. Mà thôi, gì nhỉ? Bởi vì đang trong game, chúng ta đang chơi theo tuyến cốt truyện của bà Joan, cho nên là chắc là mình sẽ phải ủng hộ. Như vậy có thể sẽ tốt hơn. À, tôi chết rồi. Thôi chết rồi. Có khi nào là bà Joan này bà mình để bà đấy cầm cầm súng theo, có khi nào là bắn nhầm anh hàng xóm Bill không nhỉ? Ừ, có thể chính vì thế cho nên mới bị thủng lỗ ấy các bạn. Wow. Ít nhất bà ấy sẽ yên tâm. Mình đang nghĩ đến trường hợp đấy đấy các bạn. U rồi, kiếp trong nhà mà cầm súng cái này đi. Đúng rồi, nạp đạn như vậy. Ta chẳng lấy cái âm thanh này rồi. Tiếng vỏ đạn rơi. Tiếng gào thét. Tiếng người khác chút hơi thở cuối cùng. Ta chẳng lấy mọi thứ rồi. Đây là một ý tưởng tồi. Nhưng ta còn làm được gì khác? Có ý tưởng nào hay hơn sao? Tinh. Băng đạn rỗng trượt ra. Ta có nên vào trại tâm thần? Khác gì nói cho cả khu phố là ta bị điên. Những đứa con tội nghiệp của ta sẽ thấy nhục nhã. Thậm chí không thể ngóc đầu lên được. Chúng còn không có bạn bè vì người ta xì xào về chuyện mẹ chúng nó giết người. Như vậy thì còn tương lai nào được cho chúng chứ? Còn điên, tại sao mày lại ra trận chứ? Nếu không ra trận thì ta cũng đã mỉm cười được như vậy. Nếu bà ấy chỉ có thể ngủ khi ôm thứ đó. Ta thấy có người ở đâu đó. Ta đã ngủ quên trong phòng khách sao? Nhưng ai có người đang mở cửa từ bên ngoài. Trời tối rồi. Thằng trộm hoành hành đúng không? Không có thời gian để suy nghĩ. Nhưng trong tay ta có súng. Ta đã hãy bỏ hết băng đạn khỏi băng chưa? Doan. Từ trong tâm trí của ta. Doan. Ta nghe thấy tiếng gào thét vang lên muộn màng. Bằng. Cái gì? Ai vậy? Bill. Cái gì? Cái gì đây? Anh ta định để lại thứ này. Miller thân mến, con gái cô đã để quên lẻ băng. Tôi định lén trả lại nó cho cô trước khi con gái tôi phát hiện ra và giận dỗi. Làm ơn đừng kể với lũ trẻ. Hàng xóm nhà bên. Bill. Không, 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 không. Bill. Bill, không. Chúng còn không có bạn bè vì người ta xì xào về chuyện mẹ chúng nó giết người. Vừa mấy mấy phút trước và đang thử tưởng tượng là nếu mà giết người thì sẽ như nào, xong vài phút sau nó thành hiện thực. Ta phải làm gì? Ta không thể để chúng sống như vậy. Ta phải làm gì? Phải làm gì đây? Tự sát à? Ta không thể để người đời chỉ trỏ con mình được. Tiếng gì vậy? Ôi rồi chết ông chồng. Chụp lấy giải băng và tờ giấy nhắn rồi nhét vào trong túi. Bà Bill. Ông ơi, tôi không biết làm gì nữa. Tôi phải làm gì đây? Tôi cứ chắc mẩm anh ta là kẻ trộm. Hóa ra chuyện là như vậy. Thề với trời đất, tôi không biết. Bà Doan.